Rồi, nút tay trái là nút đèn bấm đầu tiên, đèn tự đổi màu. Nút bên tay phải là hẹn giờ đầu tiên 1 tiếng, 3 tiếng, nó có cái đèn chạy theo 6 tiếng. On là cạn nước máy ngắt. Hẹn 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng tắt hết. Sử dụng tương tự, nước thì đổ khoảng hàng ba nước đổ lại. Chế càng nhiều nước máy phun càng nhẹ, chế càng ít máy phun càng mạnh. Quên nó trung bình 100 ml nước thì nhỏ 5 đến 10 giọt tinh dầu. Cái ly đó là để ly trộn, ly pha. Cái ly này là để lường nước. Trung bình 100 ml thì mình nhỏ khoảng 5 giọt tinh dầu thôi. Cái này về thì mình gài cho sát xuống. Để thử mình để đây gì thôi. Rồi, nút tay trái là nút đèn bấm đầu tiên, đèn tự đổi màu. Nút bên tay phải là hẹn giờ đầu tiên 1 tiếng, 3 tiếng, nó có cái đèn chạy theo 6 tiếng. On là cạn nước máy ngắt. Hẹn 4 chế độ này, chế độ nào hết nước cũng tắt hết. Muốn thích màu gì thì mình cứ bấm hoài tới nút đèn. Màu thôi. Bấm đầu tiên đèn tự đổi màu lại. Còn nút on bấm cái nó tắt máy. Bấm đầu tiên 1 tiếng. Đèn đầu tiên đèn tự đổi màu. Còn cái nắp này nếu mà mình xài rút cái nắp căng pin ra. Rồi, on off là tắt mở. On là mở máy. Đèn bấm đầu tiên là đèn tự đổi màu. Bitmon là phun lớn nhỏ. Nút time là hẹn giờ. Quên cách sử dụng nhớ vô YouTube cả cảnh shop. Còn continue là nút on gì đó. Thường thường một số máy nó sẽ có chế độ là phun ngắt quãng, là xài nút giữa, còn máy này không xài nút này. Nếu mà quên sử dụng mà 5-10 ngày gì đó, mình luôn sử dụng liên tục cứ đổ hết nước, dùng khăn giấy lau khô được. Còn mỗi lần mình thay đổi cái mùi tinh dầu thì mình cũng đổ hết nước, mình đổ nước khác vô. Rồi ghi được.